Rồi. Má thì có cái mẫu Skechers rất là nhẹ, nói chung là nhẹ hiệu à, rất là đã. Cái này chắc là các bà, các cô hay là các chị em chạy bộ đồ đó mang này sẽ rất là thích, tại vì chỉ cần xỏ vô là đi thôi ha. Hàng đúng chính hãng nha, xuất chính hãng này ngoài đó. Đó, nó có mấy màu, có màu xanh này, đó. Màu xanh, màu đen, màu xám. Ừ. Ngoài ra thì có hai em này, nhưng mà có một đôi à, có một đôi duy nhất thôi. Các anh chị đừng có thắc mắc là tại sao nó có một đôi, đơn giản là cái hàng xuất thì nó còn vậy anh chị, nó sẽ lẻ, có những lô thì mình lấy được nhiều, những cái thì là nó sẽ nhiều mẫu và nó lộn xộn, hàng xuất chuẩn nó vậy thôi và mình phải chịu chấp nhận. Cái này hôm qua giới thiệu rồi à, có cái mẫu này cũng rất là êm nè, cái này là hàng của Mỹ nhưng mà nó lấy cái tên là Show, Show giống như Hàn Quốc vậy đó. Thì bên trong nó lót bằng da lộn cộng với cái miếng lót rất là êm, nói chung là cái độ êm của nó là không có gì bàn cãi hết, rất là đã. Nó cũng là da nắp ba, cái này là da nắp ba, cũng là da xịn nha các anh chị. Đó. Và ngoài ra thì mình sẽ có đây, bên đây cái mẫu này là dành cho, cũng là dân văn phòng mà hay đi lại nhiều á, hay phải đi đứng lại, đi nhiều đứng nhiều á, thì giờ có cái loại này. Đó. Đế nó cũng cao khoảng chừng 2 phân á, 2 phân 3 phân gì đó ha. Và nó thiết kế rất là hay, nó nhẹ hiệu à. Cái đế này á, là mình nhìn nó to nhưng mà thật sự là nó nhẹ lắm, nó chỉ có mấy gram thôi, 20-30 gram gì đó thôi à. Thì nếu mà mình đi lại nhiều á, mình mua cái loại này nó êm chân và đi nó rất là sướng. Ở đây nó có cái gù lên nè, để khi mà mình đứng lâu á, mình cái chân của mình nó không có bị mỏi ha. Tay thiết kế rất là hay. Thương hiệu của nó là Naturalizer ha. Và cái dòng này, dòng nó tên là Show, Show giống như thủ đô Seoul của Hàn Quốc à. Số giống, giống sao có chữ E mà giống đó em sẽ đi show, có nghĩa là nó cũng là cái tên của thủ đô Hàn Quốc luôn á.